Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án nhận 10.000 token SBC nhé. Và để tham gia vào dự án này mọi người hãy bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm nhiệm vụ chatbot. Rồi mọi người bấm vào Join Airdrop, nhập mã CAPTCHA. Sau đó làm các nhiệm vụ join Telegram, quay trở lại join vào group. Rồi tiếp theo mọi người hãy follow Twitter và gắn thẻ 3 người bạn nhé, retweet lại bài đăng. Ở đây mọi người có thể cho một cái trích dẫn. Rồi ok, truy lại. Quay trở lại. Mọi người bấm vào submit nhé. Đây mọi người nhập username của Telegram. Rồi mọi người nhập profiling của Twitter. Mọi người có thể sao chép luôn cái dòng này nhé, sau đó xóa cái chữ username đi. Nhập username Twitter vào. Rồi tiếp theo mọi người nhập cái địa chỉ ví trên wallet hoặc MetaMask nhé, địa chỉ ví BSC. Rồi bấm vào balance để kiểm tra số dư. Rồi ok. Withdraw. Và cái token này nó sẽ phân phối vào ngày 12 tháng 8 nhé. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án nhận 10.000 token SBC. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.